ăn, đâm ra mình mới có ý tưởng làm đồng boy khoai. Quý vị biết không, mình giới thiệu khoa sơ về Diamond Boy Khoai, lần đầu tiên anh ta chỉ có bao nhiêu ta? 60 ngàn. 60 ngàn thôi, nhưng bây giờ khoa đã invest hơn 10 triệu khoai. À, thật sự là cái này là mình không muốn chia sẻ mà anh Johnny mỗi lần gặp mình là hỏi. Biết. Khoa đã có hơn 10 triệu Diamond Khoai. Động lực nào làm khoa invest dữ vậy? Đầu tư dữ vậy? Thì tại vì em còn trẻ mà, đúng không? Nè. Cái hai thế hệ người già thì thích đầu tư vô đất đai này nọ rồi ăn chắc mặt bền. Nhưng em là giới trẻ, em là giao dịch lập trình viên nữa. Nên đối với tiền ảo đối với em là nó rất là gì đó, rất là easy, rất dễ dàng, nên em có niềm tin. Niềm tin nhất là với anh Johnny Đen. Tại nhà của ổng thấy nhà rồi, tới nhà ổng rồi, thấy xe, thấy cộ, thấy tiệm của ổng rồi, đúng không? Đâu thế là 1, 2 ổng bứng ổng chạy được. Đó. Có lý, rất là cảm ơn. Mình cũng rất là ngạc nhiên bởi vì khi Khoa đầu tư một số tiền rất là lớn về Diamond Boy Khoai, hơn cả 10 triệu khoai. Nếu mà đồng khoai lên 1 đồng anh em mình có lý lắm hả? 10 triệu đô la tương đương với lại 230 tỷ. Trời ơi, lúc đó là mình chỉ xóa kênh YouTube luôn chứ không làm gì nữa. Gọi là khi mà... Kiếm không ra luôn hả? Kiếm qua không ra luôn. Khi mà Diamond Boy Khoai to the moon là thôi rồi luôn. Kiếm không ra co búp nữa, bạn sợ kênh YouTube mà co búp không ra cái gì nữa. Không thấy luôn đúng không? Lại biết là mình là... Khi đó là... Hồi đó mình sẽ trở...